Những pha cản phá xuất sắc của các thủ thành luôn khiến nhiều người hâm mộ phải trầm trồ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những tình huống phải cười ra nước mắt. Và sau đây là những pha xử lý ngớ ngẩn của các thủ môn. Trong tình huống này, thay vì cản phá bóng ra khỏi lưới, anh chàng thủ môn lại dùng đầu để ghi bàn cho đội bạn. Lại một tình huống nữa phản lưới nhà, thủ môn đã tiếp nối đường truyền của cầu thủ đối phương và biến nó thành một cú sút xoay người không thể dịu nghệ hơn. Chỉ tiếc là anh lại ghi bàn vào chính lưới của mình. Khác với những tình huống trước, anh chàng thủ môn trong tình huống này nhẽ ra phải có một pha xử lý thành công nếu hai chân sau của anh không dang quá rộng. Hậu quả là anh chàng đã phải tự sâu kim mình và để bóng lọt vào lưới trong sự ngờ ngơ của đồng đội cũng như là các khán giả trên sân. Và cũng đừng nghĩ thủ môn lúc nào cũng tập trung cao độ. Đôi khi họ còn lơ là đến ngẩn ngơ như thế này đây. Thủ thành Robin Jenner của Man 05 đã có pha bóng vô cùng hài hước trong trận đấu trên sân Borussia Park của Mönchengladbach. Tuy nhiên, may cho anh chàng là lại chưa có bàn thắng nào được ghi. Nếu bạn nghĩ chỉ có các cầu thủ hàng tấn công mới có thể ghi bàn thì hãy xem tình huống này. Chỉ cần một cú đá của thủ môn cũng đủ để ghi bàn thắng vào lưới của đối phương. Chàng thủ môn này có lẽ muốn trình diễn một chút kỹ thuật cá nhân của mình chăng, nhưng không ngờ rằng nó lại giúp cho đối phương có được bàn thắng. Thủ môn thì phải đòi hỏi xử lý bóng thật là khéo léo, nhưng dường như cầu thủ mang áo số 55 này đã quên mất điều đó rồi thì phải. Anh ta thì nhảy múa trên đôi chân của mình, còn bóng thì cứ thế mà vào lưới thôi. Đây có lẽ là bàn thắng khó hiểu nhất từ trước đến nay, bởi nếu không có bàn tay của thủ môn xem vào thì có lẽ bóng đã chẳng thể vào lưới được. Chàng thủ
môn áo xanh này có lẽ trước đây đã từng là vận động viên ném bóng nên mới có thể ném bóng chuẩn xác đến như vậy. Chỉ tiếc là cú xoay người của anh hơi quá đà và anh đã đành phải vào lưới để nhặt bóng. Còn anh chàng này chắc chắn sẽ không biết nên khóc hay nên cười bởi anh đã bắt vô cùng chính xác, nhưng dường như lực bóng thì hơi mạnh và nó kéo cả anh qua vạch vôi. Đây có lẽ là cái pha bóng lạ lùng nhất trong lịch sử. Khi mình nhìn thấy đồng đội của mình chẳng phá bóng thành công, cầu thủ áo xanh đã nhảy cẫng lên ôm thủ môn để ăn mừng. Nhưng không ngờ, bóng lại đi vào lưới. Và dĩ nhiên, bàn thắng vẫn được công nhận trong sự ấm ức và ngỡ ngàng của chính anh chàng. Câu nói này chắc chắn sẽ phù hợp với anh chàng thủ môn trong video lần này. Anh không thể ngờ được, trái bóng sau khi được cản phá lại có thể lăn vào lưới ngay khi anh đang ăn mừng với người hâm mộ. Lại là một tình huống sâu kim khác. Và lúc này thủ thành chỉ còn biết quỳ gối, bất lực trước bàn thua của đội nhà. Trong tình huống này, có lẽ thủ môn đang khó chịu vì một vấn đề gì đó.
anh đã giải tỏa bằng cách sụp phẳng lưới nhà một cách quyết đoán trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó.